đây cả nhà, thì bác đi xe đạp hiện tại bây giờ là đã ai có giấy thì được, có xe máy thì đi về luôn, không cần phải xe đò. Bây giờ thì chú thì đi xe đạp như vậy rất là tội nghiệp. Tí nữa chú ghé qua bên kia có hậu đồng hương ấy, chú chở về nha. Bây giờ mà đạp xe đạp gì không kịp đâu nha. Thì vì có gửi cho chú 1 triệu cả nhà để cho chú có thể là có tiền đi đường về. Chú ở Sóc Trăng cả nhà, chú ở Sóc Trăng. Chú tên gì chú? Cường. Chú Cường đúng không ạ? Chú bao nhiêu tuổi rồi ạ? 45. Rồi, chú đi test COVID chưa? Chú test COVID chưa? Rồi, hết trơn tất cả. Có giấy test chưa? Rồi, chú về đi, chú tranh thủ qua bên kia xe đồng hương á. Rồi. Con ngồi ơn chú nha, chào chú nha, giữ gìn sức khỏe nha chú. Đây cả nhà, đây là một chị nhóm thiện nguyện đi phát sữa cho bà con. Chị ơi, em chào chị nha. Chị là nhóm thiện nguyện gì chị hả? Nhóm thiện nguyện của em là Dung Mùi. Dung Mùi hả? Giấy test đi, thẳng lên đây cho con. Đây cả nhà, mình học tập từ bao lâu rồi chị? Tụi em đi làm cũng lâu lắm rồi. Lộ, ý là mình đã phát hồi sáng mấy giờ rồi sao? Dạ, hồi sáng mấy giờ. Dạ. Thì em trên kênh YouTube Mr. BB Vlog á, em gửi cho nhóm mình 1 triệu để hỗ trợ thêm tiền sữa cho bà con, phát cho bà con nha. Em cảm ơn hội thiện nguyện của chú anh nhiều. Dạ. Anh tên gì không? Em kênh của em là kênh YouTube Mr. BB Vlog. Dạ. Là cô chú anh chị mà thằng Quân Trong và Ngọn Nước gửi tiền về cho kênh em rồi ủng hộ cho mấy anh chị á. Đây cả nhà. Đó. Dạ, chúc chị giữ gìn sức khỏe nha. Dạ. Sức khỏe nha. Đây cả nhà, thì BB hỗ trợ cho thêm cho hội để có thể là tạo điều kiện thêm cho hội phát thêm nhiều sữa cho bà con nữa. Thì tránh trường hợp là ảnh hưởng tới cái việc công việc phát sữa cũng như tập trung đông, mình cách xa một tí. Thì BB giúp xong BB sẽ quay dọn sơ cho cả nhà xem. Đây cả nhà, thì bây giờ thì người dân sẽ vào bên trong này test COVID. Rồi sẽ có giấy âm tính rồi được đi xe về luôn, không cần phải đi xe khách về nhà cả nhà nhé. Sớm giờ đi không biết rằng là mình đã ủng hộ bao nhiêu tiền nữa, cứ hết tiền thì đi sẽ dừng lại, còn tiền thì đi sẽ tiếp tục giúp cho những người mà khó khăn đặc biệt và hỗ trợ thêm những nhóm thiện nguyện, họ thiện nguyện đang tiếp sức thêm cho những nhóm thiện nguyện đang có lương thực, có sữa giúp cho bà con, thì Vi sẽ hỗ trợ thêm. Giờ mình phát cái gì anh hả? Phát cháo với sữa với nước suối. À, cháo sữa nước suối. Dạ. Dạ, cảm ơn anh, cũng thay mặt cô chú khán giả cảm ơn anh rất là nhiều đã chung tay cùng bà con về quê miền Tây. Dạ. Thì rất là hồi thiện nguyện sẽ đi dọc vậy đó. Vi có tiếp sức thêm cho nhóm để làm được nhiều phần quà hơn. Trên tay của Vi không có lương thực hoặc là không có sữa, thì Vi chỉ có tiền và đóng góp thêm một chút gì đó tiếp sức cho hội thiện nguyện của chị Nhung, cho các bà bầu trẻ em có thể là đứng đợi một tí nữa để có test xong rồi được đi về cả nhà nhé. Hiện tại giờ này thì trời đã sắp tối rồi, sắp tối rồi. Bà con còn khá là đông, đỡ hơn hồi sáng. Thì hồi sáng là mịt luôn, cả nhà cũng thấy BB là có quay cho cả nhà xem rồi. Thì hồi sáng là rất là đông người, không nghịch luôn. Thương giờ mấy thương mấy đứa nhỏ giờ nó đi về không khẩu trang không gì hết, đi thẳng về nhà. Thì hy vọng rằng là bà bầu cũng như là đứa trẻ sơ sinh, trẻ nhỏ có thể là bình an vô sự về đến nhà, không có gì xảy ra hết. Chú là bây giờ để hỗ trợ cho chú để đi tiền xe về ha. Bây giờ chú tới đơn thuần tới Kiên Giang, chú về tới Kiên Giang là chú về tới Cà Mau là chú sẽ lấy đồng tiền này, chú sẽ mang cái phương tiện về Kiên Giang ha. Rồi cái đó là giúp hỗ trợ cho chú hết mình ha. Alo, không tại giờ nãy giờ cũng ấy. Bây giờ là anh cố gắng làm sao chạy lên nhà xe cho thằng chú, tôi mới lo anh đi về được. Rồi. Bây giờ là anh lên đây hỗ trợ chú, bắt buộc bây giờ phải cho chú đó về tới Cà Mau mà chú đó sẽ đi về Kiên Giang. Ở đây là mình hỗ trợ cho một cái lộ phí cho chú đi về Kiên Giang. Tại con lớp nghiệp mấy tháng nay con không làm được mà biết rồi. Bây giờ là hỗ trợ xe này là cũng chú đi về đâu? Đồng Tháp.
Dạ, lòng đá bây giờ chưa có xe đâu. Dạ. Thì mấy đang muốn lăn mấy này, bán này không tiền mặt về ăn luôn á. Con gửi cho chú năm. Ở bên đây mình đủ chưa? Chúc chú mừng sức khỏe ha. Cảm ơn em ạ. Dạ. Rồi mình về quê dán giữ gìn sức khỏe nha. Dạ, con cảm ơn thầy nhiều á. Tại vì mấy tháng nay không thì ăn uống gì đó. À, bạn của con tên là BB gửi con cho chú. Cảm ơn bạn. Để xe này đâu rồi hả? Rồi, chúc mừng sức khỏe nha. Dạ. Dạ. Thầy ơi, lúc nãy thì con thấy có một chị mà tài trợ cho chuyến xe của mình nào đưa các bà con của bác về quê. Là mình là một hội nhóm hay sao hả thầy? À, chị đó là tài xế rồi hả? Chị Linh. Tài xế xe này là ai vậy em? Chị Linh. Chào chị Linh. Dạ lúc sáng em có nghe bạn em chia sẻ là chị Linh phát tiền cho anh chị em bà con cô bác từ lúc sớm đến giờ. Rồi em còn có thấy chị đi quét rác nữa. Chiều hôm nay thì chị lại tiếp tục hỗ trợ chuyến xe nghĩa tình cho bà con đi về quê. Chị có thể cho em cùng với quý vị khán giả được biết tên tuổi hoàn chỉnh của mình được không hai chị? Mình là Thái Thùy Linh, mình là chủ nhiệm của chiến dịch Người Việt Thương Nhau. Của chiến dịch tình nguyện là giúp đỡ bà con. Thực ra là ban đầu là chiến dịch là tập trung giúp đỡ bà con là cứu đói về lương thực. Thì chiến dịch bắt đầu từ cuối tháng 7, từ ngày 21 hay 22 tháng 7 năm đấy vừa rồi đó. Thế thì mình có ở trong Sài Gòn được 5 tuần để giúp đỡ bà con. Sau đó khi mà thành phố giãn cách thì mình quay trở về Hà Nội, cũng làm một số chương trình ở Hà Nội. Và mình vừa mới vô lại thành phố được gần một tuần nay. Thế thì hôm nay cũng là một cái dịp rất là tình cờ thôi. Thì tối hôm qua thì mình cùng với bạn của mình đi để phát thuốc cho bà con ở khu vực gần đây. Thì là mới biết là có cái việc là bà con mình là tập trung để về quê và dồn ở đây ở cái khách sạn này rất là đông. Thế cho nên là bọn mình chờ đến 3 giờ đêm. Thì mình sau đó là sáng nay mình quay lại thì mới thấy là bà con thì cũng là rất là nhiều người rất là khó khăn rồi, rất là khó khăn và rất là nhiều trẻ em. Thì thực ra ngay từ tối hôm qua thì là mình cũng và một vài người bạn thì nảy ra một cái ý tưởng là có ai mà mong muốn là giúp đỡ bà con ngay luôn cái lúc mà đang rất ngặt nghèo như này thì có thể tham gia luôn. Vì mình có một cái tài khoản gọi là cái tài khoản Linh Bạch Thiện Nguyện, nó chỉ có 4 số thôi và tất cả mọi người đều có thể theo dõi được cái việc sao kê thu chi như nào rất là rõ ràng. Cho nên là không ngờ là bà con lại đóng góp nhiều quá. Cho đến ngày đến sáng nay thì bà con đóng góp được khoảng 180 triệu, đến bây giờ chắc là nó cũng tăng hơn rồi. Thì chúng mình cũng rất là may, mình lại nhờ tiếp các anh em tình nguyện ở cái khu vực Bình Chánh này là mọi người cho, nghĩa là đổi tiền mặt cho đấy. Bởi vì là mình đi từ Hà Nội vô mình không có tiền mặt, tất cả các cái thu chi bình thường là sẽ chuyển khoản. Thế nhưng mà hôm nay thì cũng rất là may mắn là gọi là cũng có duyên là để hỗ trợ được cho một số các gia đình có trẻ nhỏ. Thế là bé nhỏ thì mua sữa, còn những cái bé lớn hơn thì có thể có thêm cái đồng tiền để mua sách vở khi mà về quê. Đó thì đây cũng là chúng mình cũng đại diện cho rất là nhiều bà con khác. Mình là người đang trực tiếp có mặt ở đây để chuyển cái tấm lòng của mọi người đến cho những người khó khăn thôi. Chứ không phải mình không rất là rõ ràng luôn. Và mình cũng thông báo luôn ở trên Facebook của Thái Thùy Linh rằng là chiều nay là chúng tôi tiến hành là giải ngân là không có ký nhận. Bởi vì là không thể ký nhận được vào cái lúc mà đang dịch dã mà đông như thế này được. Thế nhưng mà cũng rất là cảm ơn mọi người là đã tin tưởng và gửi, gọi là gửi gắm Linh để cùng với các đồng đội là để gửi tặng một chút ít cái lộ phí nho nhỏ coi như là động viên. Và cũng là cái lời chúc bình an và may mắn đến tất cả bà con. Mong là tất cả bà con sẽ về quê thật là bình an và tất cả mọi người đều có ý thức tốt để tuân thủ các cái quy định của về chống dịch để làm sao mà về mà mình cũng an toàn và bà con của quê hương cũng an toàn. Thì đấy là điều mà tất cả chúng ta đều mong muốn. Chúc quyết thắng Covid. Chị có thể tiết lộ cho em được biết thêm là đây là cái chuyến xe thứ mấy của hội mình trong ngày rồi hả chị? Đây là chuyến xe thứ 7 trong buổi chiều ngày hôm nay. Vâng, thực ra nó cũng xuất phát từ cái việc là khi mà chúng mình ở đây thì mới thấy là các bà bầu và các em bé là gần như cũng mệt lả rồi, mà trời thì nắng chang chang. Thế cho nên là chúng mình nghĩ rằng là cần phải có một cái sự ưu tiên. Thì mình cũng đi, mình cũng xin cái đề xuất và cũng có xin phép các cái cấp chỉ huy có mặt ở đây, cấp lãnh đạo, và nhận được cái sự mà đồng thuận cũng như là giúp đỡ rất là cao. Từ nãy giờ các bạn, bà con có thể thấy là các chú công an tham gia rất là nhiệt tình vào các cái công việc để giúp đỡ bà con lên danh sách, ghi lại thông tin chi tiết rất là đầy đủ. Thực ra cái điều này rất là quan trọng, bởi vì là chúng ta vẫn đang trong một cái tình trạng khá là phức tạp của dịch bệnh. Cho nên trong trường hợp xấu nhất, mặc dù tất cả những người trên những cái chuyến xe này
đều đã được xét nghiệm Covid và có kết quả âm tính. Tuy nhiên nếu trong trường hợp mà lỡ có cái gì đó nó không may thì rõ ràng là chúng ta có thể truy vết rất là nhanh, chúng ta truy vết và khoanh vùng rất là nhanh. Nên tôi thực sự là hôm nay tôi rất là cảm kích trước những các cái hành động của các anh công an cũng như là bộ đội rồi là chính quyền ở đây. Mọi người là khi mà có một cái hoạt động thiết thực, mặc dù là một hoạt động tình nguyện không phải hoạt động của chính quyền, nhưng mà khi mà có một hoạt động thiết thực để giúp đỡ bà con thì tất cả các cấp đều là hỗ trợ rất là nhiệt tình và tạo điều kiện cho chúng tôi đấy để có thể thực hiện được những cái chuyến xe như thế này. Đâu là cái niềm động lực lớn để chị thực hiện cái công việc để cứu trợ bà con trong cái lúc mà Sài Gòn phải hơn 121 ngày chống chọi lại với dịch bệnh Covid, là một người phụ nữ tại sao chị lại có cái gương mạnh mẽ đến như vậy? Mình luôn luôn, mặc dù là mình là một người nghệ sĩ, nhưng mà mình luôn luôn khoe với mọi người và mình rất là tự hào bởi vì mình là con nhà lao động và mình chưa bao giờ che giấu cái xuất thân của mình. Mình là con nhà lao động và mình cũng đã từng trải qua những cái tuổi thơ nghèo khó, rồi là cũng đã từng đi trông người thân ở bệnh viện, cũng đã nằm trên ghế đá để ngủ. Cho nên là mình rất là có một sự đồng cảm rất lớn với người nghèo, những người ốm đau, những người có khó khăn. Và mình cho rằng cái việc mà giúp đỡ những người có khó khăn hơn mình, nó là một cái điều đương nhiên. Bởi vì nếu mà chúng ta còn đang đứng đây và đang khỏe mạnh để có thể trả lời live stream này chứ không phải là thều thào trên giường bệnh, thì đó là đã là một cái điều quá may mắn. Và vì thế thì tôi cho rằng cái việc mà cái người khỏe hơn giúp đỡ cái người yếu hơn, khó khăn hơn, nó là cái điều đương nhiên, cũng không có gì phải tung hô quá. Đấy là mình nói thật lòng là như vậy. À, thay mặt quý vị khán giả mà đang xem trên kênh, những lời cảm ơn đến chị. Bản thân em cũng là một người đi làm thiện nguyện, tuy em người nhỏ làm việc nhỏ, mình có sức đến đâu thì mình làm đến đó. Thấy được cái tấm chân tình của chị, thật sự em cùng với quý vị rất là cảm kích cái tấm lòng của chị, và xin chúc chị cùng với quý vị khán giả mạnh thường quân đã ủng hộ cho chị có thật nhiều sức khỏe để làm nhiều việc lớn lao hơn trong cái thời gian sắp tới. Xin chúc nhóm mình sẽ thành công hơn nữa. Cảm ơn các bạn, cảm ơn bà con đang theo dõi. Xin chào chị ạ.